Đó nha. Anh gắn sừng được bao nhiêu đâu? Giá các bác nhà con này hơi đẹp luôn này. Xin chào toàn thể anh em đang xem kênh YouTube Ai Việt 36 các bác nhé. Thì ngày hôm nay chúng em review các bác xem con trâu đực này. Giá của nó chủ nhà đưa ra cũng hợp lý các bác nhé. Con này đẹp. Con này là đổ xoáy luôn, sừng dài nhé. Giá chủ nhà đưa ra con này là 46.500.000. Nói chung con này nó có tựa con trâu của anh Giang á. Nó chỉ khác cái cặp sừng thôi, con này nó dùng kéo xe tốt các bác nhé. Chỉ lát nữa em mời các bác cùng em lên trên xem. Nếu mà ưng thì cứ liên hệ mình số điện thoại về có màn hình. Con này là mới thay tư các bác nhé. Răng nó mới thay tư thôi. Con này giống trâu to các bác, nói chung là anh em nhìn là biết chân móng với lại sừng với lại dáng vóc nó chuẩn lắm các bác. Nó tự tượng cái quan mà phong thủy của anh Giang á, gần như tự tượng. Con chó này, dạ, thôi. Giá cả lát nữa chủ nhà ta báo giá các bác nha. Vâng. Ôi. Ừ. Về đi, về đi, về đi. Về về không không đem nha. Nó còn trâu nằm nó các bác nha. Nói chung là giống cho to này thì em mời các bác lên em cùng xem. Giá chủ nhà đưa ra là 46.500.000 các bác nha. Đây nhé các bác nha. Xoáy trước đủ cho bác luôn. Cho bác xem hai xoáy mắt này. Đó, xoáy mắt nhá. Sáng cái xoáy à. Này hiền mà. Đó, một xoáy gốc kia. Đây này, một xoáy đống đó. Đây cho bác xem này, không mất công. Đó, một xoáy đây. Xoáy đây. Đó một xoáy đóng cho được kiện đó. Đó một xoáy gốc đó. Chung con này đủ xoáy. Sừng gì con này là 90 bác. Dài 90 à? Rộng 90. À rộng 90 à. Ngoan sừng rộng 90. Đó quay cái mồm các bác xem này. Nhìn thì biết là cho ăn tạp nha. Mông thẳng đẹp lắm. Đây các bác xem chân này thẳng tưng này không? Đây nè. Mày cho quay đầu làm gì nữa. Trâu này mới thay tư bác nha. Nhìn to vậy thôi nhưng mới thay tư thôi. Đó xem cẳng chân bác nha. Nhìn thẳng tương nha, thấy không? Trâu này giống trâu to luôn. Em quay mông các bác xem luôn. Con này là cày kéo tốt rồi nhé các bác nhá. Kéo xe với lại cày là tốt thoải mái luôn. Nó hiền lắm.
Rồi, rất sát bác xem nào. Nói chung cái giá chủ nhà đưa ra 46 triệu 500 các bác xem cái giá này hợp lý thì comment bên dưới cho em nhé. Tại vì nhiều khi cái bình luận em không trả lời được hết các bác nhá, nhiều quá. Thì anh em cũng thông cảm hồi em. Anh em nhìn móm là biết nó ăn tạp rồi, đầu to, sừng dài nhá bác nhá. Dung ngọc này đều cho. Đây sừng quá đẹp. U nuôi ăn tạp cái này, ăn tạp đấy. Thì cái giá nó là 46 triệu 500 thì các bác tới thương lượng chủ nhà các bác nhá. Hợp ý nhưng là mình không mua. Ưng ý chủ nhà cũng bán. Nhưng là phải tới Sơn Châu rồi mình có thương lượng chủ nhà. Con này em nhìn thấy tự tượng con của anh Giang, con phong thủy của ông á, nhưng con này nhìn nó hơi nhỏ một tí, không phải nhỏ hơn. Gần bằng. Nó tự tựa giống, không phải giống hẳn nhau bác nhá. Thì anh em muốn mua thì mình cứ tới trực tiếp mình xem em nhé. Nhiều khi mình xem những clip nó không được chuẩn xác lắm. Nhưng con này nói chung là đẹp. Rồi cái video của em bên đây xin phép kết thúc các bác nhá. Thì anh em nào mua được thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại em để góc màn hình. 0963838137. Cái địa chỉ của em ở Điền Quang, Bá Thước, Thanh Hóa các bác nha. Con này bảo đảm các bác đã đẹp rồi. Nhìn em thấy ưng ý. Nhưng là ok con này được các bác nhé. Bóc dáng. Rồi xin chào tất cả các bác nha.